Xin chào mọi người. Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người về không gian 3 chiều trong Blender. Bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người về vùng nhìn ở trong Blender nhé. Để thay đổi vùng nhìn trong Blender, phóng to thu nhỏ thì mình sẽ nâng con chuột giữa để phóng to thu nhỏ như thế này. Phóng to thu nhỏ để thay đổi vùng nhìn trong Blender. Hoặc là mình sẽ ấn vào cái vọt có hình dấu cộng ở đây và ấn giữ và mình dịch chuyển con chuột thì mình sẽ phóng to thu nhỏ. Và để nhìn trái nhìn phải và nhìn dưới thì mình sẽ ấn giữ vào cái bàn tay ở đây và mình sẽ di chuyển nó sang trái này và di chuyển nó sang phải, di chuyển nó lên trên và di chuyển nó xuống dưới như thế này. Hoặc là mình sẽ giữ phím shift cộng với cả giữ chuột giữa và mình sẽ di nó sang bên trái, sang bên phải, lên trên và xuống dưới như thế này để nhìn xung quanh vật thể và nhìn mặt trên và nhìn mặt đáy của vật thể thì mình sẽ giữ con chuột giữa và mình xoay nó như này. Mình nhìn nó ở dưới đáy này và nhìn nó từ trên này. Hoặc là mình sẽ ấn vào cái trục X, Y, Z ở đây và mình sẽ xoay nó như thế này. Và mình sẽ nhìn từ đáy và nhìn từ trên xuống. Và để nhìn cái vật thể này theo trục X thì mình sẽ ấn vào chữ X ở đây. Nó sẽ nhìn cho mình theo cái trục X. Nhìn cho mình theo trục X này và ấn vào Y thì nó sẽ nhìn theo trục Y và ấn Z thì nó sẽ nhìn từ trên xuống và ấn Z một lần nữa thì nó sẽ nhìn từ dưới đáy nhìn lên.